còn đau ở chỗ nào nữa không? Mời người nhà ra ngoài. Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Bố tôi đau quá! Bác sĩ xem giúp con. Anh co cho lên anh ơi. Em cho bệnh nhân chụp chiếu nội soi dạ dày. Vâng chị ạ. Rồi, bạn ta sang tiếp rồi đấy. Bác sĩ ơi, em phải kiểm tra trước đã. Anh gì ơi, bạn anh uống lâu chưa? Tôi uống thì chưa đấy. Ngộ độc rượu rồi. Vâng ạ. Em cho chuyển ngay qua chống độc. Vâng ạ. Thế kìa, mặt nó tái dại kìa. Mày đứng lại. Chính mày đấy. Mày cấp cứu ngay cho bạn tao. Chứ mày để nó làm thế à? À? Bạn anh bị ngộ độc rượu. Tôi sẽ ký giấy chuyển lên khoa chống độc. Chờ một lát y tá đưa đi. Chờ xét nghiệm mà đã biết ngộ độc rượu. Bố lão. Gọi bảo vệ nhanh đi. Tôi sẽ cho xét nghiệm. Canh cứ bình tĩnh. Các người đừng có mà bố lão nhá. Định moi tiền bọn này gì? Bụi. Cho tiệm anh để chống nôn. Vâng ạ. À! Làm gì đấy? Tôi gọi công an đấy. Không phải vào đây. Hả? Này, anh cứ làm như thế, bạn cách rất nặng thêm đấy. Mời các anh ra ngoài. Vâng, mời. Xin lỗi ạ. Chúng mày, chúng mày làm vương làm tướng ở đây à? Hả? Chúng mày đòi tiền à? Hả? Thôi mà mẹ, tất cả những chuyện đó đã là quá khứ rồi. Con xin mẹ, mẹ đừng nhắc lại làm gì. Mà tuyệt đối đừng cho Thủy biết chuyện này nha mẹ. Tất nhiên rồi, mẹ làm gì cũng phải nghĩ đến hạnh phúc của con chứ. Dạ. Nhưng có những chuyện giá như không biết thì hơn. Thì mẹ, mẹ nói vậy là ý gì hả mẹ? Không, mẹ có ý gì đâu. Thôi mẹ đi về đây. Để con đưa mẹ xuống. Không cần đâu, con cứ làm việc đi. Mẹ. Alo. Alo, anh Minh ạ. Em Ngọc đây. À, có chuyện gì vậy Ngọc? Anh đến bệnh viện ngay nhá, Thủy đang gặp nguy hiểm ạ. À, được, cảm ơn em. Làm cái gì? Mà sao lại như này? Anh bình tĩnh. Chúng tôi đang làm đúng quy trình để cứu mạng anh đấy. Nó tiêm nhầm thuốc rồi. Cô ơi, cô cố tình tiêm nhầm thuốc để giết bạn tôi không? Anh làm gì đấy? Anh bỏ chị ra. Không phải không? Anh bình tĩnh. Anh làm cái gì thế? Anh định